Thưa quý vị và các bạn, huyện Vĩnh Tường là vùng đất có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp. Nơi đây có sông Hồng và nhiều sông nhỏ bao quanh, hình thành nên vùng đất phì nhiêu màu mỡ, rất thích hợp với nhiều loại cây trồng. Chính vì vậy, từ lâu Vĩnh Tường được xem là vùng đất chuyên canh sản xuất nông nghiệp của Vĩnh Phúc. Đặc biệt sau khi Vĩnh Tường thực hiện thành công dồn thửa đổi ruộng, đã tạo điều kiện cho nhân dân đầu tư khoa học công nghệ, đưa nhiều giống cây trồng mới vào trồng trọt, hình thành những cánh đồng chuyên canh theo hướng hàng hóa, sản phẩm làm ra có thương hiệu, uy tín, chất lượng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Tường đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, ưu tiên sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đặc biệt, ngay sau khi có đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Tường đã nhanh chóng triển khai các nội dung chương trình khuyến khích nhân dân chuyển đổi canh tác, lựa chọn những giống cây trồng phù hợp với từng đồng đất, góp phần hình thành nhiều mô hình trồng trọt có hiệu quả. Cùng với đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Tường đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên ngành của Trung ương, của tỉnh, tư vấn hỗ trợ kịp thời cho nhân dân lựa chọn nhiều loại giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đơn vị cũng đã hướng dẫn kỹ thuật canh tác chuyên sâu để tạo ra những sản phẩm có chất lượng, đạt tiêu chuẩn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã và đang hình thành rất nhiều mô hình trang trại trồng trọt có quy mô lớn, được đầu tư khoa học, kỹ thuật và sản xuất chuyên canh hàng hóa theo hướng nông nghiệp sạch, có uy tín, thương hiệu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như mô hình bưởi Vĩnh Tường, nho hạ đen, mít dai ta, chuối già Nam Mỹ, thanh long ruột đỏ. Có thâm niên gần 10 năm chuyên canh các cây rau màu trên diện tích 2 hectare đất vùng bãi sông Hồng, nhưng hộ gia đình ông Đặng Quang Oanh, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường vẫn chưa có được thu nhập kinh tế ổn định. Sau khi được Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Tường tư vấn, định hướng và tổ chức đi tham quan, học tập mô hình, tìm hiểu thị trường, ông Oanh đã mạnh dạn đưa cây thanh long ruột đỏ vào trồng trên vùng đất bãi với diện tích 0,5 hectare. Phòng Nông nghiệp huyện cử cán bộ hỗ trợ kịp thời ông Oanh về kỹ thuật canh tác và triển khai đầy đủ cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích của huyện. Sau 3 năm chăm sóc, vườn thanh long ruột đỏ của gia đình ông Oanh đã cho thu hoạch, chất lượng thanh long ruột đỏ trên vùng đất Vĩnh Tường đã được khẳng định và được thị trường đón nhận. Chị Hà Thị Liên, một trong những tiểu thương ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, thường xuyên xuống tận trang trại nhà ông Oanh để nhập thanh long ruột đỏ về phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại địa phương. Tôi ở trên Đền Hùng cũng rất là thường xuyên hàng ngày xuống đây mua của anh Oanh này cũng mấy năm rồi. Chất lượng của nhà anh thì ăn rất là ngọt, giá cả thì cũng hợp lý. Khách hàng của chúng tôi thì ăn quen và cũng thường xuyên là mua rất là nhiều. Cũng nhờ có sự đồng hành của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, ông Oanh đã chuyển đổi hơn 1 hectare diện tích cây ngắn ngày sang trồng giống chuối già Nam Mỹ bằng phương pháp cấy mô. Cánh đồng chuối đang trong giai đoạn phát triển buồng, cây chuối to, khỏe, không có hiện tượng sâu bệnh, hứa hẹn một vụ bội thu. Đây chính là kết quả bước đầu của sự phối hợp giữa Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Tường với Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, triển khai đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau dồn thửa đổi ruộng tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Phòng Nông nghiệp này rồi là Viện Cây trồng Phát triển Vùng ở dưới Hà Nội là họ cũng gọi điện lên hỏi thăm rồi họ cũng lên, nên bảo cách chăm sóc, các thứ. Họ cũng hỗ trợ cho một ít phân bón. Mặc dù giống cây trồng nhập ngoại, nhưng những người nông dân ở đây cũng đã quen thuộc với việc trồng, chăm sóc cây chuối. Nên khi được các kỹ sư nông nghiệp chỉ dẫn đặc tính mới, họ đã nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật, chăm sóc cây trồng. Thậm chí, họ còn cho cây chuối ra buồng để thu hoạch vào đúng thời điểm thị trường có sức tiêu thụ mạnh. Chuối Nam Mỹ và với chuối Việt Nam mình thì nói chung là phân do đều nó như nhau tất thôi. Nó cũng không có cái gì là cao quá. À, mình muốn cho chuối nó ra quả, đậu quả đúng vào cái dịp mà mình muốn bán thì có được không? Được ạ. Cái đấy thì chúng ta sẽ dựa theo vào cái thời điểm, thời tiết. Ví thử như là bây giờ nếu như ta cho vào tháng 11 bắt đầu ta gieo hạt thì đến tháng 2 ta cho ra bầu. Tháng 2 ta ra bầu thì đến tháng 8, so sự chăm sóc của mình thì đến tháng 8, cuối giữa tháng 8 là bắt đầu là đã cho chuối trổ bông hết. Thì là đến cuối tháng 12 là ta đã thu hoạch để cho vào cái thời điểm Tết. Đấy là tốt nhất. Có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật canh tác nông nghiệp, nhất là sau khi thực hiện thành công dồn thửa đổi ruộng, người nông dân huyện Vĩnh Tường đã mạnh dạn đầu tư vốn, công sức,
và áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Một trong những sản phẩm nông nghiệp trồng trọt được đánh giá là thành công của huyện Vĩnh Tường, đó là thương hiệu bưởi Vĩnh Tường. Sản phẩm này được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể bưởi Vĩnh Tường hương vị đất phủ. Điều này giúp sản phẩm bưởi Vĩnh Tường tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, ổn định đầu ra và góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng trọt. Đồng thời giúp người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là bước đi phù hợp với các chính sách của chính phủ và của tỉnh về phát triển nông nghiệp. Trong cái thời gian tới, để khai thác tốt hơn những cái lợi thế theo cái quy hoạch vùng của huyện, thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với lại Viện Phát triển vùng của Bộ Khoa học Công nghệ để tập huấn cho bà con nhân dân, cũng như là tạo cái thương hiệu cho cái sản phẩm của người dân Vĩnh Tường. Để ổn định sản xuất và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, huyện Vĩnh Tường đã thành lập Hội trồng bưởi Vĩnh Tường với trên 100 hội viên. Cùng với đó, huyện đã triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, duy trì uy tín thương hiệu bưởi Vĩnh Tường hương vị đất phủ, như đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất bưởi theo chuỗi giá trị tại Vĩnh Phúc, đề tài nghiên cứu giải pháp bảo quản bưởi sau khi thu hoạch trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm, góp phần tạo bước phát triển bền vững cho cây bưởi. Cố gắng là để quảng bá cái hình ảnh quả bưởi của Vĩnh Tường, để phát triển nó rộng ra các cái địa bàn lân cận để chúng ta bán bưởi và sẽ tiêu thụ bưởi cho hội viên của hội. Tùy theo vùng đất, điều kiện thổ nhưỡng, huyện Vĩnh Tường tiếp tục triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP. Đây cũng là hướng đi nhằm cụ thể hóa đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, đồng hành cùng với nhân dân giúp người dân yên tâm gắn bó hơn với đồng ruộng, nâng cao thu nhập từ nông nghiệp và kịp thời thích ứng với sản xuất nông nghiệp của thời kỳ hội nhập, nhất là thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.